chào sếp. Ờ, con số đâu? Wahrscheinlich auch Hühnerfüße, oder?
Ich hab gesagt, das ist hier, das ist ein bisschen verknorpelt. Könnte sein, oder?
đi chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ba lâu nữa hay đi chồng về mua nha. Chút lâu nữa đâu không kịp à. Nó vui này hơn. Không, không, tôi đi, cô mà. Thank you.
Thank you.
Thank you.
sửa em ơi, của em mới 54 nhé. Hai con này là phô mai, hai con này đúng không? Cái này bảy, con đi xin con này nhiêu?
70 mà người ta chuyển cho mình 1.5 triệu em đưa lại cho người ta 330 đây. Đúng không? Con nhận 1.5 triệu đúng không? Bốn con hàng này là gì vậy Hảo? Hai con mỡ hành hai con. Cho bóp phòng nãy con tính nha. Hai mỡ hành ta đi rồi. Hai mỡ hành đó là ta đi rồi. Còn hai con hàng này gì nữa? Thank you.
con mở hành ra đi, đến hào ra đi. Đấy rồi nó bị để con hút giác nước cho em chi nướng không? Để con nào nướng trong nướng thôi. Không giá 10.000 cá ơi. Rồi với ông chồng. Ông chồng này lắm. Thế là chồng gì lắm. Nướng là mặt sau. Sao mà tụi hay là mặt sau. Rau đó 35.000 một gói. Con nào nữa? Ăn lại ăn nèm luôn. Em mới ăn luôn nè. Còn cái mực thả 80, còn trong gỗ là 40 đi. Dạ. Giá nào anh? Cái này 55.000 lạng anh ơi. Lấy con nào cho con đó. Cái gâu cái gì? Nguyên con 80 đó.
Thank you.
Hãy
nó bay nó bắt liền luôn nhá. Cái nó đòn con nhỏ. Không phải là mình né phải không? Cái số né. Mình số mình nó tính vô. Không phải mình thấy vậy nè, mình thấy mình trên đây nó thấy ghê quá, nó sầu quần quấy lại nó tối quá. Thôi đi về. Đi về là bị bắt hết. Nhìn nó chỏ rồi, chưa mày bắt. Đứng ngồi đi anh. Cái chân mày đẹp cái gì? Cho con này nó cũng thành 1 3 4 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
Nhiều đấy. Có con gấu gì không mà tả.